Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên cái video test cái con động cơ 6D14 theo yêu cầu của anh em đây. Con này hôm trước Trung ném nghiêng ném ngửa luôn, không có thử vì lý do cái lúc về trong lô đấy không có cái củ đề. Nay Trung nhặt được cái củ đề này lắp vào. Con này nhìn ngoại quan thì dàn lốc thì cũng còn tương đối nha. Mitsubishi 6D14 nha anh em. Tên tuổi của nó đây. Đấy. Mitsubishi 6D14. Mấy cái chi tiết linh tinh bên ngoài này. Sao cái điện thoại nó không tự lấy nét được luôn này. Nó vỡ mấy cái chi tiết nhựa ở đây chỗ này nhé. Chẳng cống hơi ra ngoài đây. Có mấy cái chi tiết không được liền lạc. Chẳng lóc thì ok nhé nè. Không cánh quạt, không bơm trộn, không có cánh quạt này. Không có dây cu ro này. Đây có một cái chi tiết nữa này. Cái chỗ lọc này gãy rồi, anh em mua cái lọc mới lắp vào. Lọc hơi nó bị cặn cặn một tí. Vừa Trung vừa xả dầu xong thì cái dầu nó hơi bẩn nha. Anh em thay lọc mới đi. Để kiểu này nó chạy nó sạc lung tung hết. Rồi, Trung thử nổ anh em xem nha. Kèn ga cái chỗ này nè, gân ti nó hơi nhỏ nè. Kèn ga lên một tí, máy không có tí hơi thừa nhé nè. Dàn bét thì rất là ổn luôn. Không có một tí khối bô luôn nha, không có một tí hơi thừa luôn nha. Trung test thử cái con này thì dàn lốc hình thức còn khá nhé nè, và cái dàn hơi cũng khá luôn. Bây giờ sẽ Trung chỉ mấy cái chi tiết bị lỗi lại một lần nữa nhé nè. Đây cái dàn kẹp bét không đẹp đẹp nhé, có thiếu mấy cái chỗ cái kẹp ống bét này. Đây cái lọc này bị gãy nhá, cái nắp này bị hỏng rồi, vỡ rồi. Cái co lửa thì anh em làm lại cái co mới nhé. Đâu mà nó đập nứt lung tung hết rồi. Còn cái phần cổ lửa đây thì liền nhé, không có bị nứt vỡ chỗ nào hết nhé. Rồi cho cái miệng cốc nước thì vỡ cái miệng này rồi. Đây mấy cái chi tiết thiếu đấy, cánh quạt không có nhé, dây cu ro đầu không có nhé, sạc còn, đề có. Ngoài ra thì dàn lốc ngon lành nhé, dàn lốc nhìn liền lạc nhé, không tì vết này. Mitsubishi 6D14 1.1 nha nè. Hàng cơ giới. Mấy cái con cơ giới này cầm ga tay rất là khó luôn. Nó nhảy tung tăng hết, nó rất là nặng ga luôn. Giữ đều không có được. Chúng phải canh bằng cái miếng ốc canh ga đấy. Cái miếng gỗ cái chêm cái ga để nó mới giữ yên được.
Rồi, chung có cái con động cơ vừa test, anh em thợ xem có ngay việc sử dụng, có đủ đồ để dọn mấy cái thứ linh tinh Trung vừa kể đấy, thì anh em cứ alo nha. Rồi, chung kết thúc video, chung cảm ơn anh em đã xem video à.